Chào mừng tất cả các bạn đến với kênh Quay Thử Xổ Số Miền Trung Chủ nhật ngày 23 tháng 6 năm 2024. Chủ nhật ngày hôm nay gồm có ba đài: Khánh Hòa, Kon Tum, Thừa Thiên Huế. Giải 8 Khánh Hòa 23, giải 8 Kon Tum 16, giải 8 Thừa Thiên Huế 01. Còn có các giải 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 và giải đặc biệt. Chúc tất cả các bạn có một ngày mới vui vẻ, hạnh phúc, gặp nhiều may mắn, phát tài, phát lộc, đại phú, đại quý, vạn sự như ý. Chọn cho mình những con số may mắn nhất trong ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở video kế tiếp.